Nhưng anh kính chào khán giả của Người Việt TV đến với phần điểm tin buổi sáng ngày hôm nay là ngày thứ Năm 27 tháng 12 năm 2018. Mở đầu phần điểm tin của ngày hôm nay thì một phụ nữ gốc Argentina bị bắt cóc 32 năm trước khi vẫn còn là một trẻ vị thành niên vừa được kiểm tra tại Bolivia sau cuộc điều tra giữa cả hai quốc gia này. Cảnh sát nói rằng người phụ nữ này nay đã 45 tuổi là nạn nhân của thành phần buôn người khi chỉ mới 13 tuổi. Hãng thông tấn AFP cũng cho biết thêm rằng cảnh sát Bolivia thu nhập chứng cứ về sự hiện hữu của người phụ nữ này trong mấy tháng qua, theo lời yêu cầu của các đồng nghiệp phía Argentina, trước khi tìm thấy bà này tại một thành phố nhỏ ở phía nam Bolivia. Sau khi đã có đầy đủ dữ kiện thì cảnh sát Bolivia mở cuộc hành quân giải cứu người phụ nữ và đứa con trai của bà. Ngoài ra thì tòa án tỉnh Liêu Ninh ở Trung Quốc sẽ xét xử công nhân Canada có tên là Robert Lloyd Scarnabert bị truy tố về tội buôn bán ma túy vào ngày mai, trong tình hình căng thẳng giữa hai nước Trung Quốc và Canada sau vụ bắt giữ hai công nhân của nhau. Theo tin của trang thành phố Đại Liên thuộc tỉnh Liêu Ninh, thì Scarnabert là công dân Canada bị kết tội tuồn một lượng ma túy rất lớn vào Trung Quốc. Thông thường thì các trường hợp phạm tội liên quan tới ma túy thường sẽ bị xử nặng ở Trung Quốc và có khi là bị tử hình. Trước đó thì chính phủ Canada yêu cầu Trung Quốc thả hai công dân của mình bị bắt ở Trung Quốc sau khi cảnh sát Canada bắt giữ phó chủ tịch tập đoàn Huawei là bà Mạnh Vãn Chu. Canada bắt giữ bà Mạnh Vãn Chu theo yêu cầu của Mỹ. Bà Mạnh sau đó lại được tại ngoại sau khi đóng tiền bảo lãnh hơn 10 triệu đô la. Tuy nhiên thì bà vẫn sẽ có thể bị dẫn độ sang Mỹ vì có các cáo buộc che giấu lừa gạt nhiều ngân hàng và có một mối liên hệ chặt chẽ giữa công ty của bà với công ty ở Iran. Ngoài ra thì vào ngày hôm qua, chính phủ Nhật cũng thông báo quốc gia này sẽ rút khỏi Ủy ban Bảo vệ Cá voi Quốc tế, hay còn gọi tắt là IWC vào năm tới, và sẽ tái đánh bắt cá voi với mục đích thương mại trong lãnh hải và vùng khai thác kinh tế của họ, bắt đầu vào tháng 7 năm 2019. Theo tin của CNN, thì Nhật cho biết sẽ ngừng mọi hoạt động đánh cá bắt voi ở vùng biển Nam Cực và sẽ đánh bắt cá ở những vùng có nhiều cá voi. Quyết định này thì của Tokyo đã bị rất nhiều quốc gia, nhóm bảo vệ môi trường và các cơ quan quốc tế chỉ trích. Kể từ năm 1986 thì IWC đã đưa ra một nghị quyết cấm đánh bắt cá voi với mục đích là thương mại. Tuy nhiên thì Nhật vẫn sử dụng các lỗ hổng của nghị quyết này và tiếp tục đánh cá voi từ năm 1987 và nói rằng là việc làm này chỉ vì mục đích nghiên cứu khoa học. Lúc đó thì cả Iceland và Na Uy phản đối nghị quyết và vẫn tiếp tục đánh bắt cá voi nhưng không sử dụng lý do nghiên cứu khoa học để bào chữa. Vào hồi tháng 9 năm nay thì tại một cuộc họp ở Brazil thì đa số các quốc gia thành viên của IWC chuẩn thuận cho một nghị quyết không bắt buộc, nói rằng đánh bắt cá voi thương mại không còn là một hoạt động kinh tế giá trị hoặc cần thiết cho các nghiên cứu khoa học. Trong khi đó thì người Nhật vẫn tìm cách là khôi phục đánh bắt cá voi. Các nhà vận động ở Nhật nói rằng ngày càng có ít người ăn thịt cá voi. Chuyển sang phần tin thực tế và giải trí của ngày hôm nay thì phiên bản Người Đóng của Aladdin chuẩn bị hoàn tất và đang gặp rất nhiều phản đối của người hâm mộ. Theo tin của Yahoo Entertainment thì Aladdin làm người có người đóng sẽ do nam diễn viên chính là Mena Fonros và Naomi Scott đóng vai công chúa Jasmine và tài tử Will Smith sẽ đóng vai Genie hay còn được gọi là Thần Đen. Tuy nhiên thì tạp chí Entertainment Weekly đưa ba hình của ba diễn viên trong trang phục của nhân vật mình đóng và cho thấy rằng thần đèn không phải có màu xanh dương như là trong phim phim hoạt họa. Điều này đã làm nhiều khán giả không hài lòng. Khán giả thất vọng nhất là những người hâm mộ phiên bản của hoạt cao cấp vào năm 1992. Thấy có quá nhiều người phản đối như vậy và tài tử Will Smith đã phải lên Instagram để trấn an khán giả và cho biết đây chỉ là hình tượng của thần đèn giả làm người thường và chắc chắn da của ông sẽ là màu xanh dương trong phim. Phiên bản Aladdin cho người đóng sẽ khởi chiếu vào ngày 24 tháng 5 năm sau do hãng Disney phát hành. Vừa rồi là phần tin tức của ngày hôm nay. Nhất anh kính chào và hẹn gặp lại.